Xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với kênh chia sẻ công nghệ của mình. Trong video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google trên con điện thoại Samsung Galaxy A9 Pro khi mà các bạn bị quên mật khẩu mở khóa màn hình này. Đồng thời là các bạn quên luôn cả cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đã đăng nhập ở trên con điện thoại này nhé. Giống như trường hợp này của mình thì mình cũng đã bị quên mất cái mật khẩu mở khóa màn hình này. Thì đầu tiên mình cần phải tắt máy đi, sau đó là mình sẽ vào chế độ jQuery để mình wipe data nhé. Và đương nhiên là cái quá trình wipe data nó sẽ xóa sạch tất cả dữ liệu của chúng ta. Các bạn cần phải chấp nhận cái điều này nhé. Đó, bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời nút nguồn và nút giảm âm lượng để tắt máy nhé. Đúng lúc màn hình nó tắt thì mình sẽ chuyển nhanh bấm giữ nguồn, tăng âm lượng và cái phím ở bên đây, cái phím trợ lý ảo nhé. Đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ bấm giữ nguồn và giảm âm lượng để tắt máy này. Khi màn hình nó tắt mình sẽ chuyển nhanh bấm giữ ba phím. Vẫn chưa tắt nhé, mình sẽ bấm lại này. Màn hình tắt mình sẽ chuyển nhanh bấm giữ ba phím này. Vẫn chưa được nhé. Thì tốt nhất là các bạn sẽ làm giống mình nhé. Các bạn sẽ bấm giữ nguồn và giảm âm lượng này. Bấm giữ nguồn và giảm âm lượng này. Khi mà màn hình nó tắt thì các bạn cứ bấm giữ nhá. Bao giờ nó hiện lên logo. Đó, các bạn cứ bấm giữ này. Nó hiện lên logo, các bạn cứ bấm giữ cho mình nhá. Đúng lúc màn hình nó tắt thì mình sẽ chuyển nhanh bấm giữ. Đó, các bạn chuyển nhanh bấm giữ nguồn, tăng âm lượng và phím trợ lý ảo nhá. Hiện lên logo, các bạn nhả tất cả ngón tay ra. Đó, các bạn bấm giữ nguồn và giảm âm lượng này đến khi mà hiện lên logo đấy. Các bạn cứ bấm giữ nhé. Bao giờ cái logo đó nó tắt thì chắc chắn là điện thoại của chúng ta đã tắt rồi nhé. Chúng ta làm cái cách đó thì nó sẽ chuẩn hơn. Đó, như vậy là mình đã vào chế độ jQuery rồi nhé. Vào trong đây thì các bạn cũng nhìn thấy là, đây nhá, các bạn để ý nhé. Vào trong đây thì các bạn nhìn thấy là nó đang chạy cái phiên bản Android 10 này. Đó, và cái modem của nó đây, đó là G887L. Rồi bây giờ thì mình sẽ di chuyển cái vệt sáng này xuống cái mục đó là Wide Data Factory Reset nhé. Đó, mình sẽ bấm phím giảm âm lượng để di chuyển xuống này. Rồi mình sẽ bấm phím nguồn để xác nhận này. Rồi mình sẽ chọn vào là thiết lập lại dữ liệu ban đầu nhé. Mình lại bấm giảm âm lượng này. Tiếp tục bấm nguồn này. Các bạn chờ một chút này. Ok, bây giờ vệt sáng nó đang ở Reboot Start Now nhé. Mình sẽ bấm phím nguồn để mình khởi động lại điện thoại. Cái đoạn điện thoại khởi động này cũng khá là lâu. Mình sẽ tua nhanh để đỡ mất thời gian chờ đợi của các bạn nhé. Ok, điện thoại mình đã khởi động lên rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ chọn ngôn ngữ này. Mình sẽ chọn tiếng Việt này. Đó, mình chọn OK này. Rồi mình sẽ vào trong nhá. Đó, đây thì mình sẽ chọn là tôi đã đọc và đồng ý này. Mình chọn tiếp theo này. Rồi mình sẽ bấm OK này. Mình sẽ kết nối vào cái mạng Wi-Fi của nhà mình nhá. Rồi mình sẽ chọn là kết nối này. Đó, mình sẽ chọn là tiếp này. Đó, bạn để ý nhá, đến đây thì nó vẫn yêu cầu mình phải vẽ cái mẫu hình vào và đương nhiên là cái mật khẩu hình vẽ này mình đã bị quên rồi nhá. Thì ở đây nó có thêm một cái tùy chọn nữa, đó là sử dụng tài khoản Google của tôi để thay thế, thì mình sẽ chọn vào nhá. Đó, nó dừng ở cái màn hình là xác minh tài khoản của bạn. Thì nếu mà các bạn nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này, các bạn chỉ việc đăng nhập chính cái tài khoản đó vào đây là chúng ta có thể là vào trong sử dụng được điện thoại một cách bình thường. Đó, nếu mà các bạn không nhớ cái tài khoản Google mà trước đây các bạn đăng nhập ở trên con điện thoại này thì các bạn cần phải xóa cái xác minh tài khoản này thì chúng ta mới có thể là sử dụng được điện thoại nhé. Và để xóa xác minh tài khoản này thì bây giờ thì mình sẽ thử cái cách là mình không dùng máy tính coi sao nhé. Mình sẽ sử dụng cái cách là dùng Talkback. Và để có thể là sử dụng được Talkback thì mình sẽ quay trở lại cái màn hình ban đầu nhé. Mình sẽ thay đổi ngôn ngữ là sang tiếng Anh. Đó, đây mình sẽ chọn vào là English United States này, mình sẽ chọn là OK này. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ bấm giữ đồng thời tăng và giảm âm lượng nhé. Mình bấm giữ đồng thời cả tăng và giảm âm lượng này. Rồi mình sẽ chọn vào là Use Shortcut này. Tiếp tục mình sẽ bấm giữ đồng thời tăng và giảm âm lượng này. Voice Assistant on Samsung Setup Wizard. Samsung, begin.
Như vậy là chúng ta sẽ không sử dụng được talkback nhá. Mình không sử dụng được talkback này. Bây giờ mình sẽ tắt đi nhá. Đây, mình sẽ tắt đi này. Checking for additional language content 3 period. Mình sẽ bấm giữ lại nhé. Đó. Như vậy là đã tắt rồi. Như vậy là cái cách talkback mình không dùng được rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng máy tính. Bây giờ thì các bạn sẽ nhìn trên màn hình máy tính của mình nhá. Trên máy tính mình đã để sẵn cái tool đó là Sam FVK tool. Link tải cái tool này mình sẽ để dưới phần mô tả cho bạn tải về. Sau khi tải về các bạn cũng cho ra màn hình desktop giống như mình nhá. Rồi trước khi giải nén cái tool này thì các bạn lên tắt cho mình cái phần mềm diệt virus đi. Mình sẽ bấm vào đây này. Rồi mình sẽ bấm vào cái biểu tượng Windows Security này. Nếu các bạn không thấy cái biểu tượng của nó ở đây thì các bạn có thể là search ở đây với cái từ khóa đó là Security. Đó, đây chính là ứng dụng này, các bạn mở nó ra này. Các bạn sẽ chọn cho mình vào là Virus and Threat Protection. Các bạn chọn cho mình vào là Managed Setting. Rồi ở Real Time Protection các bạn sẽ off đi cho mình nhá. Đó, như vậy là mình đã tắt được rồi nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ giải nén cái tool này. Mình sẽ chuột phải vào cái file này. Mình sẽ chọn là Extracto Sam FVK Tool. Các bạn điền cho mình cái mật khẩu giải nén vào là Full Done. Đó, các bạn chọn OK cho mình. Đó, đây là thư mục mà mình vừa giải nén nhé. Mình sẽ mở nó ra này. Việc đầu tiên các bạn cần làm đấy, đó là các bạn cần cài đặt cho mình cái Samsung USB driver nhé. Cái quá trình cài đặt này cũng khá là dễ dàng thôi. Đây, các bạn sẽ kích đút vào cho mình này. Rồi, các bạn sẽ chọn cho mình là Lake này. Chọn vào Lake, chọn vào Install. OK, mình sẽ chọn vào là Finish này. Đó, sau khi cài đặt xong driver thì mình sẽ mở cái tool đó là Sam FVK tool này lên này. OK, nó hiện lên cái bảng là có cái bản update mới nhá. Thì mình sẽ không update nhá, mình sẽ bấm vào là Low. Đó, rồi bây giờ thì mình sẽ kết nối con điện thoại này của mình với máy tính bằng chính cái cắp sạc của nó nhá. Một đầu này thì mình sẽ gắn vào máy tính này. Đầu còn lại này thì mình sẽ gắn vào con điện thoại A9 Pro này nhá. Đó. Rồi các bạn để ý ở đây, cái tool Sam FVK này nó cũng đã nhận được con điện thoại này của mình rồi nhá. Đó, đây con Samsung Galaxy A9 Pro này. Rồi bây giờ thì mình sẽ để chế độ là Tech Mode này nhá. Đó. Các bạn có thể là vào luôn cái chế độ Tech Mode bằng cách là các bạn sẽ quay trở lại cái màn hình ban đầu này. Sau đó là các bạn sẽ chọn cho mình là đây nhá, Emergency Call, tức là cuộc gọi khẩn cấp nhá. Đấy, các bạn có thể là thay đổi ngôn ngữ sang tiếng Việt cũng được này. Đó, mình chọn OK này. Rồi mình sẽ bấm là cuộc gọi khẩn cấp này. Sau đó là mình gõ cái lệnh là sao thăng không sao thăng. Các bạn chờ một chút, đó. Như vậy là nó đã vào được chế độ test mode rồi nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ chọn vào là Remove FRP, đó cái dòng ở dưới này. Rồi ở đây thì mình sẽ bấm OK nhá. Cái lệnh sao thăng không sao thăng này thì mình đã bấm rồi nhá. Đó, mình sẽ bấm OK này. Đó, các bạn để ý nhá, nó hiện lên cái bảng. Nó hiện lên cái bảng là cho phép gỡ lỗi USB như này là OK rồi nhá. Bây giờ mình sẽ chọn là luôn cho phép từ máy tính này. Mình sẽ chọn là cho phép này. Đó, các bạn cứ để tự nhiên thôi. Đó. Và bây giờ thì điện thoại của mình nó sẽ khởi động lại nhé. Và ở trên màn hình máy tính của mình thì nó đã có thông báo là cái quá trình xóa xác minh tài khoản Google đã thành công rồi nhé. Đó. Bây giờ thì mình không cần đến máy tính nữa rồi này, mình sẽ rút cáp ra này. OK, như vậy là điện thoại của mình đã khởi động lên rồi nhá. Đó, mình sẽ vuốt này. Đó, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn coi cái thông tin con điện thoại này nhá. Mình sẽ vào cài đặt này. Đó, mình kéo hết xuống dưới và chọn vào là thông tin điện thoại này. Đó, đây con Galaxy A9 Pro này. Con này thì nó có cái modem đó là SMG887L. Đây, thông tin phần mềm của nó đây. Nó đang chạy phiên bản Android 10 nhá.
Cấp độ vã lỗi bảo mật thì cũng chỉ là ngày 1 tháng 8 năm 2022 thôi. Chính vì vậy mà các bạn sử dụng cái tool SAM FVK tool thì chúng ta có thể là xóa xác minh tài khoản khá là dễ dàng nhé. Đó. Ok, bây giờ công việc các bạn chỉ làm mở cửa hàng Play. Sau đó là các bạn chọn đăng nhập. Rồi bây giờ thì các bạn có thể là đăng nhập một cái tài khoản Google bất kỳ vào đây. Hoặc là do các bạn đã quên cái tài khoản Google cũ đấy, thì các bạn có thể là tạo một cái tài khoản mới cho bản thân tôi. Sau đó là các bạn sẽ điền những cái thông tin mà Google yêu cầu để chúng ta tạo một tài khoản Google mới, để chúng ta có thể là tải được những ứng dụng mà chúng ta hay dùng về nhé. Ok, như vậy là video này mình đã chia sẻ với các bạn cách có thể là mở khóa và xóa xác minh tài khoản Google ở trên con điện thoại Samsung Galaxy A9 Pro thành công rồi nhé. Mình sẽ dừng video này tại đây. Nếu các bạn thấy video này của mình hay và hữu ích thì hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi những cái chia sẻ tiếp theo của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.